Lý chơi mưa là to ngay. Lý với lại có công việc đúng là vậy thì vợ chồng tiền để đâu tiêu cho hết. Chồng đi làm một việc, vợ đi làm việc kinh. Hai việc thôi. Vợ vừa qua về lông rồi. Đưa ngày mai tao cũng phải đi xin tú chân đấy được ạ. Ừ. Vừa đi làm vừa quay đúng không? Đúng rồi. Nhận hai lương một lần ngày. Bảo xin đi cho tao xin chân này. Thịt mình luộc chín chưa? Sao sống vậy? Em biết đâu chứ. Làm gì đấy? Quận à?